Múa tỏi trên hăm, một múa tỏi tác mang lệ trình tạp chí dân tộc Thêm Phát Triển, võ đài phát thanh truyền hình Bắc Cạn, lệ trình in hoi mài có nhung phiến gàng. Dũng mía bún ngùng nhận, dân Bắc Nam Nguyện, Bắc Cạn xanh. Con mình câu lạc bộ thơ ca giàu miền. Y chẳn, một múa tỏi tác mang dư bộ xác pháo có phiến, mài xuất dâm con hồi ngắm quỷ ớ. Đoàn công sĩ vừa Ủy ban Kiểm tra Trung ương tú đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dấu trưởng đoàn, đã mày án dấu sĩ thảo sách Ủy Bắc Cạn. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đề nghị Ủy ban Kiểm tra sách Ủy Bắc Cạn dụ xuất phiếm tàu hàng chất lượng công sĩ kiểm tra giám sát, dấu căn kiểm tra lồng mùi mìn, giải quyết xung có vụ sĩ dâm thẩm chuẩn. Đồng chí C. Cha và Dâm Xiểu Tháo, Ủy ban Kiểm tra cao cấp, nhất bệ Ủy ban Kiểm tra sách ủy, dụ dấu căn công sĩ kiểm tra giám sát mà chất lượng siêu tốt công, nhất bệ công sĩ trọng biển tổ chức tổng vụ đảng cao cấp, dấu căn kiểm tra giám sát lồng mùi mìn căn điều lệ đảng, giải quyết hình đơn sâu tố cáo, nhất bệ đơn sâu liền lẩu tháo nhân sự tổng vụ đảng bộ cao cấp ói làm tháo. Ban Thường vụ Sách ủy chậm nhất nại khóa nhiệm kỳ nghỉ chiên chậm hừ, nghỉ chi nghỉ chậm đã tổ chức vụ nghị lụa chậm pết nại dùn. Dâm vụ nghị, Ban Thường vụ Sách ủy đã muốn báo cáo mì công sĩ bùng tăng bệnh COVID-19 dâm tổ bùng xanh, báo cáo công sĩ tàu tàu vừa thường trực Sách ủy, vừa y ban vụ, Ban Thường vụ. Bùn ý kiến, bịa dự thảo chỉ thị vừa Ban Thường vụ Sách ủy, mình tàu hăng công siêu tú xỉ dấu, vừa trà tình tồn chuống, hợp tác xã dâm tổ bùng xanh. Mảng quế xỉ hầu mách cảnh tổ chức dùn sái siêu công chức viên chức Bắc Cạn xanh, kháng nghị trên dập chua. Xê dâm nái vụ nghị, Ban Thường vụ Sách ủy đã liều chăm xì hậu bao ý kiến bịa dự thảo quê tỉnh vừa Bộ Chính trị, mình xui cõi viện sang, thêm bút cầu cán bộ, cam thăm cám dấu. Đảng tình hình bệnh COVID-19 đang quý chăm làn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Quốc gia Việt Nam ngắm tổ chức vụ nghị trực tuyến, 6 Ủy ban Mặt trận Quốc gia vừa lụa dự phan sách hời phẫu, to xuất dị dấu xuất viêm bùng tăng nái nhùng bệnh. Công câu tỏ tàu vội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc gia Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu có tổ chức giảng viên thêm Ủy ban Mặt trận Quốc gia Việt Nam cao cấp, ánh dấu căn lống tỏ tàu vừa Ban Bí thư Trung ương Đảng, có chỉ thị vừa Thủ tướng Chính phủ, tỏ búa vừa ngành y tế, xuất viêm chuồng cháu cao cấp, có ngành, vẩn tỏ búa, múa tỏi dấu căn có con lẩu bùng tăng bẻng. Ban chỉ đạo bùng tăng bệnh viêm đường hô hấp cấp vẩy virus corona hỏi xuất vừa Bắc Cạn xanh, ngắm tổ chức vụi bền có còn lậu bùng tăng nái nhùng bệnh. Công câu tò tàu dâm vụi nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xanh Lý Thái Hải yêu cầu Sở Y tế dấu con kít chuồng cháu Sở Tài chính, Sở Công thương, dấu căn ngay cổng sỉ báo cáo tình hình mai trà sỉ y tế, căn xuống danh mục vừa Bộ Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự xanh ánh phun tiêu độc khử trùng dâm y điểm cách ly. Có cơ quan đơn vị tổ bùng xuất viêm cầu lây cán bộ nhân viên công dân, mai tú pháo dĩa chăm, thêm chón dầm chun. Bịa phá há diệp nhất hệ muôn, có Vũ Đình Đệ xuất xấy kháng dịch xin chua pe chua diệp pham dầm lăng nà mẩy nông hạ xạ chợ mấy quyện nhê peo, đạ trụ tâu dịa. Múa tỏi xê con búa phun lực lượng chức năng dấu tàu, kho dân bị thắng nẻ nhây, nai vụ tâu dịa peo, đạ dấu buôn tỏ Lương Thị Hiền, xuất xây kháng nhật xin chua bẹ chuốt dịp phấy, bệ có đệ nhẹ ao, chuồng phủ chuây Vũ Tiến Phong, xuất xây kháng nghỉ trên dịp pham, thêm Vũ Thiên Phú, xuất xây kháng nghỉ trên dịp pết đã trụ tẩy, y dặn cơ quan chức năng đang điều tra dấu đỏ nai vụ tâu dịa peo. Múa tỏi trên hăm, dâm có nhang quý, Bắc Nam Nguyện, Bắc Cạn xanh đạ, tỉnh Dung Tàu xanh bị, húng mình họp cháu hùa kỉnh vô tủ bùng. Tò mài siêu nạp hăng bùn múa tỏi, chăm hua đạ dấu căn mô hình chuông mía, dung ngùng, tứ này, đạ lắm thuốc quý khâu trùm, thêm mình pháo dấu tốt bút tròi. Nghiên loan xạ, Bắc Nam Nguyện, Bắc Cạn xanh, tu hiếu thảo bị, tà bùng mài hơi mài ngùng hô nhất, kìm tàu bá bùng, cháu muội ban hơi, mài tư hưng pe. Tháo lụa pe tàu ngùng mài. Liều dùng chấm ngùng có hua đại trà đảng chuông mía, cháo pha chụp hách tà, mía cỏ vòi, dâm độ hên, thêm hùn.
tháo y dàn nghiên loan xạ đạ mài y tin phế pe tàu ngùng vàng ngùng bua yếm nải mài tháo và diệp buồn pe buồn hua trông ngùng chun mài mười hua tứ diệp tháo ngùng diệp tàu. À, gia đình cô thì mới bàn bạc xong là với chồng con thì mình bỏ ruộng xong mình béo nhua đạ phì bền to liền mình xuống mía cỏ voi liều phun ngùng nhằn thêm trông ngùng chun mài thêm xe buột siêu thú công bây cháu cũng ngùng phun mình nhận mía mồng chuông mía dù ngùng mài tài nhân rốt đầu béo nhua đã on tiền. So với chăn nuôi truyền thống thì bây giờ hồi trước thì chăn nuôi truyền thống thì cũng không bằng như bây giờ. Nài xỉ trông ngùng chun mài đã bến chàng đầu sái dâm nái quyền tẩy hàng băng nằm phun thấy rằng lồng huyện đã mài tháo chụp bếp trên tàu ngùng liều mài cao húa buôn ngồng nhận bác nằm huyện đã bong thánh cỏ voi buôn buôn múa tỏi xuống tỏ búa múa tỏi chuồng mía buôn ngồng nhận lùm xuống chuồng tụ 3 hecta cỏ voi buôn bèn mồi xạ mài phát diệp hecta mồng cha đàng tụ húa nhận tháng này múa tỏi thiếu trùng trao úi tứ bốn buôn mình nhận mía quía vẫn úi trăm hùa mồi nháng siêu nạp tụ hòng pé cựu nom nhàn tư úi ngùng. Thì trong thời gian qua thì huyện đã tập trung chỉ đạo với các xã và bà con nhân dân thì phát triển chăn nuôi đại gia súc với theo hai nguyện to tàu có xã thêm múa tỏi úi ngùng căn y trùng trao tại dứt bệ chón cõi tàu quằn tàu sen dâm nải chón bịa quằn ngùng tại nhảy bệ tò búa múa tỏi trông chuồn mài liều úi tụ chấm ngùng xê mồng mài có nhùng nhàn con tứ lầy trình 30A 135 pong dấu căn mô hình các nguồn. Hiện nay là trên địa bàn xã thì cũng bà con cũng đã triển khai và trồng ở trên đồi và một số hộ thì cũng đã triển khai trồng ở dưới ruộng. Đảng ủy to tàu múa tỏi ui chấm tàu sen y tản múa tỏi xê đang xuống mía vào có rông đầy liền liều phun ngùng nhằn dấu căn nái lầu ngùng xê hồ xiếp chân thả dâm xiệu tháo liều ánh ui tụ chấm ngùng phòng nông nghiệp quyền ánh chui múa tỏi ui tàu sen căn kế màu chuồng có nhùng mía liều chè đảng tô húa buôn ngồng nhằn dấu căn lống có chính sách bong thánh úi tàu sen nắm dấu căn tụ chỉ tiêu tía tiền trà tiền tứ mải tàu sen tụ chúa diệp chốn nom nhàn dâm nhãng nghỉ xin lành nghỉ diệm múa tỏi trên hăm bệ dệt dâm có tụ buông mài hùa kỉnh mình úi béo khe múa tỏi băng láng xạ cho đồn huyện bắc cạn sen đạ bằng pịa nái hùa kỉnh liều khoi kéng úi béo mùng khoi kháng trà tình tứ nái lầu tài mà chăm hua sẽ làm tốt quý khâu trồng. Béo nhua bé Triệu Văn Nguyên dâm đà khát lăng mài pua trên lình chiếc vuông giàng úi bèo nhắn nghỉ trên diệp chua bé tan úi y nhùng bèo bị béo chim thêm chép chồng nhắn siêu tú bé diệp cựu nom nhàn y chẳng bé đang búng vôm suốt ánh chảo lúng trăng liều trọng bền buôn màu úi bèo sang dâm nai phả há vầy giàng kháng mái mài cáo nhàn con liều chơi đẹp trăng chuồng hít bệ muội nhắng bé bong con chụp kiệu nông nhàn liều dấu trăng pun kiến lồng cái thảo ao này trong vai trò là nó là mình tẩy những cái chất độc hại trong quá trình mình nuôi ở trong một năm ấy. Đấy, là mình xử lý những cái bơ mua xe trụ tẩy độc dâm nải hít úi béo dâm hắng trò lúng trăng pun kiến dê úi béo bệ úi căn kỹ thuật vua có hua đạ dấu đằng mình hộ tổ lưu bệ dấu ấy căn chương trình của họ mái tàn béo nhua bé nguyên tại trồng mài trăm hua đài dâm nạc khát lăng sẽ đang trò lúng giàng úi béo có hua bong con cháy chăng kiến lúng búng vông gai phui giàng vết nia phông pháo hiếm hồi buôn liều tái vi khuẩn thiên tái có nhùng bèn keng mài hỏi nại bệ xỉ dấu khiếm liều tẩu hùa kìn lầy buôn béo hô pháo hên hít tú búng bịa giàng lúc đầu ấy thì bà con là quay vòng là mấy năm đầu tiên ấy nhưng mà về sau là cảm thấy là bà con là cũng cái thu nhập sổ chốt dấu bệ xếp bèo liều gang nải bệ ánh búng bèo gang bệ buột mắt siêu tú bạt chía xếp diệt màu bèo lưu ánh úi diệt màu bèo xê mắt siêu tú sành hang bệ hắn nghỉ trên chợ bếp xê thiếu quý úi bèo mắt chuống bèo ạ úi bèo xê mài siêu nạp cào hang chuống bèo trăm về cái thu nhập ấy thì cũng tương đối là nó hơn là cái thóc nhiều
y chẳn bằng lãng mài nghỉ chập lình hecta giàng úi bèo, pua hecta lình úi luân canh, thêm y phẩy pia hecta úi sen canh, chón dâm pua lăng nà khắt, nà ruồng thêm tùm tó. Chấm nôm giàng úi bèo, đã tốt mỏ tỏi pon con, cháy chăng kiến lống, mài phim tháo hố nhận, bùng tăng bảnh vân, giết bệ. Mài phim tháo này gì, xét mài bèo ton dâm tổ bùng, mài địa chỉ uy tín liệu úi. Tớ cháu quần liền trốn bèo, mấy siêu tốt sành hăng, thiếu quý dấu giàng úi bèo, mô tỏi xê dính úi pua màu bèo, lưu ánh trốn dịch màu bèo, liều bùng tăng bảnh vân. Trong mài quần liền sen canh bị, hít chép bèo, tụ tư chấm hâm tháo nghỉ chấm hoa bị, mô tỏi lam bị búng bèo. Hàng năm thì ủy ban xã cũng có cái văn bản vận động bà con là theo dõi. Họ nhắn ủy ban nhân dân xã xem mài sâu tỏ búa mó tỏi, cấu bằng lống bảnh vân mài tờ rơi. Họ nhắn sẽ liệt danh sách có hoa úi bèo căn húng cắt công dâm chón, tập huấn kỹ thuật úi bèo, bùng tăng bảnh quân bèo dâm danh dâm quyền. Nuôi trồng thủy sản và chăm sóc phòng bệnh cho cá là theo những lớp của tỉnh và những lớp của huyện. Khoi dân bến hắc nải nhây, sen hăng có tủ bung đai, dâm cho đồn huyện, quần hua úi bèo căn quy mô hô, căn húng hò húa, chém quần trộ, quần chăm bệ tan úi bèo trộ, tỏ xe đạ bong quần hô, dâm này giải quyết xỉ dấu, tỏ hăng siêu nạp. Nhất bệ này xỉ úi bèo luân canh dâm quần liền chép bèo, mái tan chấu bun đao lống, chăm chỗ dịa nhàn phí cõi tẩu đào, thêm nhàn phí mai bốn ruông bun mẫu tông, tại trong tỏ hăng siêu nạp bệ, chăm múa tỏi vần ánh úi thêm khôi găng úi bèo. Múa tỏi trên hăm, hăm bong quẩn tỏ hăng, heo bú cấu môi trường, trái liệp sàng lang chẳng, hội nhau miền có cấp Bắc Cạn Xanh, đạ mài chăm xỉ chấu lống, thêm chón tốt hội viên chấu căn. Này xỉ chấu, mắt tan bong thính có hội viên khâu, tài trong bong quẩn bong thủ bung, chấu căn lống có tiêu chí, dâm lệ trình trái liệp sàng lang chẳng. Cú tháo trồng quấy tò mùa nhau miền dâm chi hội tổ bùa, thị trấn Bàng Lũng, ánh tò có nhùng cả nai lồng liêu, mái lồng bùa đạ chón, liêu chuồng, buồn phái hòn liêu mài. Nái buồn nhàn, ánh nạp bịa quầy, tụ hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cấu Lầy, liều pong thánh hội viên, làm quý khấu trộm. Nài xỉ siêu ăn có nhùng cả nai, lồng liêu mái lồng, tối sáu tò mùa, xê mái khâu. Vừa nái bị, có nhùng cả nai hòn thoi béo nhùa, vần lồng, thăng, chai lọ, bìa cắt tông, lon bìa, lon chẳng vòm. Bua tò búa hội viên, hỏng hoi hội viên siêu ăn, có nhùng cả nay bua lồng liều, ăn lống liều mài, dâm nay mùi quấy, siêu giật dồn. Siêu có nhùng cả nay lồng liều, liều mài, dầu xê bị, chỉ vũ cấu môi trường, ta nhảy bị, siêu nạp quân chi hội, khỏi dần mái thăm, tỏ xê mài ấy lầy. Hãy nắng dâm phiên đảng vua, mắc kèn mài mô hình siêu ăn, có nhùng cả nay, lồng liêu mái lồng bê. Này có nhùng cả nay xê, dính tòa mình điếu quàng, dấu ô nhiễm môi trường. Phun tứ này chẳng dấu căn nái mô hình, có tòa mùa xê, mài phim thêm bú cấu tẩy dâm nhận. Cả nái lồng liêu, tú tòa mình ăn xuống tóng quầy tiền, chai lọ do ăn lống liều mài. Dìa nhây chi hội bê, giật quấy, thón giật dồn, nạp cấp chía, điều dấu dô búa cả nải phó. Mô hình tu dấu căn, phun tư nhắn nghỉ trên lành chập bếp, lám bịa giang mài, có nhùng cả nay lồng liêu bê, bịa nhắn nghỉ trên lành chập chua. Sổ số bê giang dâm chón, dâm ủy ban nhân dân thị trấn Bằng Lũng, càng nải, liều mài lẩy thêm bùn có chi hội, mùi đơn vị cằn giang, nải có nhùng cả nay lồng liêu mái lồng, căn si hầu quây tiền, thêm nạp nhàn bịa quẩy xuống vua hội. Dâm y nhắn, lồng xuống quẩy siêu tụ tứ mô hình bê, pia cựu nom nhàn y chẳng đã bong thánh bùn y hua hội viên xây tố y nom béo vệ sinh. Ban chấp hành xây liệp quy chế hòn há có tỏ giang như bùa siêu nhàn có tỏ mài tố thêm chẳng liệp ban có lây quầy của tố ấy lây nải xỉ siêu ăn có nhùng cả nay lồng liêu mái lồng to minh mài dầu bú cấu môi trường dầu mài giật buồn bong thánh nhô miền mài nhà rốc lồng khâu tháng này có tỏ xây dứt mài phiêm tháo.
mô hình tròn có nhung cả nay lồng điêu mái lồng vẫn đang tụ dấu cằn thêm khỏi căng dâm thị trấn Bằng Lũng thám pong hội viên nhô miền mại phiêm siêu ăn có nhung cả nay lồng điêu mái lồng dâm béo nhùa từ mô hình xây đà pong sắm hội viên mài thêm hùa kiền mình pháo làm quỳ khấu chồm lồng giỏi phiếu dành tẩy dâm nhận xây lập thị trấn Bằng Lũng mang dành ruồi. Mua tỏi trên hầm, dâm có nhang quý, khuổi chủ lăng như cố xã Chợ Mới huyện Bắc Cản Xanh đã trang hiệp tú câu lạc bộ con dung giết quyền dầu. Nái bệ diệt sĩ, dấu năm bố cấu tú có tiểu dung đạ mài tứ lào tài, vua mua tỏi giao miền nhây. Câu lạc bộ thơ ca miền nhàng chết hăng dâm khuổi chủ lăng như cố xã Chợ Mới huyện tú trang hiệp tứ nhàng tàu nghỉ trên diệp chết. Câu lạc bộ dấu xỉ, căn trùng trao xã hội hóa, cháu dẹp giết hội viên hàng chế hằng vua lăng, thêm danh bệ dân tộc giao miền. Xì cháu chính vua câu lạc bộ bệ, chố, biểu diễn, hộ duấn có tiểu thơ ca, trắng hấy vua giao miền nhây. Xên hăng có phong tục tập quán lống rời vua dân tộc giao miền nhây. Căn kiến này, mài trách nhiệm bố cấu, giáo búa vần ú dân tộc, bùn có thòng lún. Tú xanh mài phiêm tháo, pong thính khuổi chủ lăng, chàng liệp câu lạc bộ. Đầu xá trắng ca trắng hấy, vô giàu miền cong tàn, thêm lồng xạ cong chuống. Tú đảng, quốc chẳng mài phiêm tháo, mài chính sách chàng liệp câu lạc bộ. Tàu hùa kỳn, bùn có làn ông cú, dâm nhẹn quyền dầu. Có làn ông, làn cú, dâm khuổi chủ lăng, xây dứt nát trắng ca trắng hấy. Nát tút dấu căn có đầu xá trắng ca trắng hấy. Liều pong quần, bú cấu, vần u truyền thống, vô giàu miền mài tứ lào tỏi. Vừa múa vừa hát. Từ hít chàng liệp tháo hỉ chẳng, câu lạc bộ thơ ca giao miền khuổi chủ lăng, đã mình biểu diễn phục vụ, có xì dấu văn hóa văn nghệ, chùn búa dâm tổ bung, giết bệ dâm có nòng hình vui. Lồng xuống có chàng viên dâm câu lạc bộ, giết bệ, có làn miền giết nát báo dung vua giao miền. Liều bú cấu tút lống có xì dấu vua câu lạc bộ, dâm xẻo quía, câu lạc bộ thơ ca khuổi chủ lăng, đã len lụa bét chí vuông đào tẩy xuống trà. Tú lăng cấu lầy, liều bong thính pun quẩy vua câu lạc bộ. Nẹp quần nhàn tú có chàng viên dâm câu lạc bộ, lồng liều thuê lui hấu biểu diễn. Mai vông hốp, kho chân hàng chế đạ hăng, tỏ có chàng viên dâm câu lạc bộ, hái chẳng xê xuất phim hộ lìn cóc dung trắng hấy. Có chàng viên dâm câu lạc bộ, mồng thông quý này, xê bong quần bú cấu tú lống cằn nhây vần ú dân tộc. Dâm hậu tuần, câu lạc bộ thơ ca miền hàng chế hăng khuổi chủ lăng như cố xạ Chợ Mới huyện sẽ tổ chức dỗ nhất bị diệt án liều hộ lìn trắng ca trắng hấy. Này có chàng viên sẽ rút lui hấu giết ruồi, hái làn sẽ tháo béo văn hóa liều hộ lìn, thêm buột hái làn sẽ giết quyền hây. Khoi hình, hái làn sẽ mái tú khúng, trồng chủ bong toàn phun dấu béo công, tổ hái làn sẽ dinh, cằn liều xì hậu. Liều tháo hộ có tiều sẵn dung, thêm hộ trắng hấy. Nhiều năm mình này xỉ bố cấu phần ú dân tộc giàu miền, vua có làn ông cú, dìm nay ý chẳng xê giết lống. Thảo nay xê giết quyền hay, vua chẳng mát tú phì buồng à dèo, ý chẳng cố gia, tỏ tú mình xê giết quyền hay. Dâm hội hái làn mai hiu xê phì bong thính, dâm mùng hái làn xê mải khe hên, liều ánh hộ duấn có tiểu dung trắng hấy. Bố cấu tú lống vần ú dân tộc bùn có thóng gàng. Y chẳng có chàng viên câu lạc bộ dính mài hàng chay tư, ngưng chậm tháo chết chập lình hắng. Hái làn xem mài nhau chế liệp dùn kít dâm câu lạc bộ. Hái làn hiếu chố dung bệ, len chố dung, thêm tỏ búa có làn trồng mài, liều báo dung. Cú hái hít, máy mài công phay, mài lời trình trắng ca trắng hấy vua xạ, huyện bệ, có chàng viên dâm câu lạc bộ, ánh hộ lìn liều tham gia biểu diễn. Tham gia câu lạc bộ có làn ông cú trồng tú toàn phun nhuận trồng mồng ông cú tú mình hộ lìn liều dâm nhẹn quyền dầu. Tứ hít tham gia biểu câu lạc bộ thơ ca có làn ông cú xê giết quyền hay khẽ cào hên đảng. Tứ hít chàng liệp câu lạc bộ bệ toàn phun xê giết nhuận trồng hán hoi mát quật mình hộ lìn xê nải ngay vậy hán nhùng in hoi mát mình hộ báo dung trắng hấy tháo nay hộ lìn cú xê giết quyền hay có chàng viên dâm nay hán làn xê giết triệu khâu câu lạc bộ xê hộ giết trăm tiểu dùng. Như buồn lăng mà giết câu lạc bộ tú mình hộ lìn trắng ca trắng hấy giết quyền hay tứ gố tháo toàn phun hái làn xê chui dìa mình tham gia phi hộ tổ chuồng bú cấu vần ú dân tộc tàu mài tẩy a dẻo quyền hay dìa mùng dâm xẹo tháo câu lạc bộ vần bu tụ kiên câu lạc bộ thêm tổ chức mình giao lưu cào xăm.
Cháu chỉ tham gia biểu diễn vua có chẳng viên dâm câu lạc bộ thơ ca khuổi chủ lăng, có tiểu ca thán mình đảng pé hồ hẳng bung đảo cua, quía có tiểu dung, tốt sáng, bún múa tỏi mảng muống, bong quần bố cấu tốt lống vần út dân tộc, liều chuồng xiến thêm dấu can đảng pé hồ, dâm này sẽ liệp nhận hấp lầu phêu tròm phú lụ. Đồng tha ơi ô miền giỏi thế nở đi chăm pha nô chăm phiêu quý nín nô chiều chăm hiểu xã hội ở lầu ở mấy kính kinh ngộ tình mấy néo phiêu tháo đàn ở bác ô tái lầu xã hội ở đâu tao có phải ở yêu ở thành thuận giao tình kinh giang ở phiêu ấy đàn lâu tàng ở châu ơ thấy châu ơ xe nô lào khói ở bên nơ tù sâu vì rằng khu chăng ơ châu xã hội ở đâu tao có phải ở yêu ở thành thuận giao tình kinh giang ở phiêu ấy đàn ơi lâu tàn ở châu ơ với biển cả tuông có diễn ơ châu cầu thay ơ chắc tới ơ dân dân see you now.
tỏi ngã bằng lưu lệ trình tạp chí dân tộc Thêm Phát Triển và đài phát thanh truyền hình Bắc Cạn lệ trình in hồi thô tình dâm nay giết thiếu in mua tỏi đại liều phim tác mạng lệ trình hên buồn mua tỏi dâm có lệ trình gàng.